ta lấy làm tiếc mà tôi buồn buồn vì cái chỗ mà những người mà trong thời bình nha, mà những người lính đã bị đổ máu, Đúng rồi. mà đổ máu đây nó không có đáng. Có một cái cảnh là một thằng Đổ nó chạy máu vì đi bảo xa, vệ sức khỏe cho nhân dân, đúng đúng không, đúng bảo đúng mó đúng, đúng đúng không? mà bị bạo hành, Dạ. mà bị bạo hành. Có một thằng nó chạy chiếc xe Alpha qua gì không biết nữa, tao không biết tên nó, cái xe gì nó đâm thẳng vô cái thằng kia, đụng qua làm cảnh sát bị thương gãy tay gãy chân gì nữa, trời ơi, khổ ghê. Nói chung là họ nói làm sao ta, bây giờ mình không không có dùng cái từ, mình không có thể nào dùng cái từ gì khác hơn, mình không dám nói nhiều nặng quá bởi vì họ là dân. Mà cái thằng này đáng ngông cuồng, bởi vì khi bắt được thì tao chỉ yêu cầu là nhà nước mình xử ký một cách rất là nặng để cho cái tư cách là răn đe. Ôi trời, mình không biết nói gì, tao nói mà nhiều khi tao cũng buồn bã. Mà ở đây một không phải là buồn dịch bệnh mà buồn cho những cái người mà không có ý thức, Dạ đúng rồi. mày hiểu tôi đó. Rồi có những người có một cái clip mà đứa nào gửi qua tao tao coi rồi, mà thì có một cái bà kia, bà bị băm bột cái tay mà bà đây bà làm dữ lắm, bà đi ra ở đó nằm dạ làm chi phèo, không ai đụng với cái bà trên bắp nằm cái đùng vô cái xỉu. Nói chung là đủ mọi cách, cái đó cũng là do những người suối, những người mà đây là những dám với cái kiểu gì tân thái bên đi trương đó là suối, những người dân mà ngu thì đủ, mà nên là như vậy đó. Thành ra vì cái đó ta rất là buồn, là buồn ở đây là ta buồn cho những người dân mà thiếu hiểu biết, thiếu ý thức, rồi không có tôn trọng pháp lệnh của nhà nước. Nói như vậy để cho mày hiểu rằng ngay tại giờ phút này người dân Việt Nam vẫn có tự do dân chủ số 1 thế giới. Ở Dạ. Mỹ dám làm vậy không? Ở Mỹ mày dám Đúng làm rồi. vậy không? Nó bắn mày nát gao. Tao đã đưa ra tất cả gì lên, nó kiểu đứng lại mày không đứng mày bỏ chạy, nó cũng bắn mày chết mẹ mày. Dạ. Ăn cắp hai lon nước ngọt trong qua mặt thôi, ra khui vừa khui ra cảnh sát nó kêu bỏ xuống, độ mà chưa kịp bỏ xuống mà làm 8 phát chết ngắt luôn, hai lon nước ngọt, cái mạng người đổ hai lon nước ngọt thôi. Nói chung rất là nhiều, tao đưa từ xưa giờ cách đây mấy năm trước tao đưa rất là nhiều, đưa riết nhiều tao không thấy chán, bởi vì mình, cái người dân mình nó thuộc dạng kêu là cưa bơm điếc thì không sợ súng, kệ mẹ làm độ mai mày sống nước ngoài hay là gì là mày chết. Nó đâu có đi xa, không cần qua Mỹ, qua Singapore thôi, mày vô sân bay mày đi xả một mày dám hút thuốc không, mày vô đó mày dám xả rác không, tao cho mày cái bằng trời. Đồ mà Đúng bên đó rồi. thiệt mình nó tự do quá đáng, cho nên vì chỗ ra bây giờ nó kiểu giống con ngựa không có cương, mày hiểu tao không? Đúng rồi. Bây giờ phải bắt phải rà mỏ phải 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 cài mỏ lại, phải ràng mỏ nó lại để cho nó về nề nếp trở lại. Cái người dân Việt Nam mình nó vậy, nó tao nó từng nói với mày nghe, hễ mà nó bất mãn một cái chuyện gì rất ư lời nói à, là nó cũng đổ thừa cho nhà nước. Tao đi thí dụ Cái biết tính một ích lần gì, kỷ. tôi nói là tôi nói là một lần nữa, ai cũng biết là ở nhà phố Việt Nam mình thường thường ở nhà mặt tiền có cái, nó có một cái vỉa hè Đúng rồi. để từ người đi bộ, nhưng mà anh chàng là ta lợi dụng cái bộ vỉa hè đó, anh mới mở một quán cà phê nhỏ bán cóc trên đề đường thôi. Nhưng hôm đó ngày đó có một cái chiến dịch gọi là dọn là sạch đẹp lòng lề đường xuống độ má là thu gom mới là đuổi anh vô độ mà là anh tức rồi đó nha, anh tức rồi đó. Độ mà anh nói Hàng học à, độ tỏ mà thái độ hàng tức học tức liền. à, hàng học rồi độ tức rồi đó. Độ mà xong cái vừa vừa xe vừa đi qua xong anh dọn ra anh làm tiếp, độ má cái thằng kia độ đá lại lần nữa, độ má anh lấy đồ liền nằm ngoài đường đá ghế rồi, đù má cái xã hội này kia, đù má cái chế độ này kia, đột má ngộ vui vui không, đù vui tức cười không, đủ chẳng dính dáng gì chính quyền hết trơn, đủ đang đi làm sạch lòng để đường để cho phục vụ cho người dân đi bộ, đủ má mày đủ má cái chính quyền, đủ má sứ học đủ má tao nói thiệt, tao lại dân Việt Nam, tao lại dân Việt Nam, với Việt Nam là vậy đó, dân Việt Nam là đủ má thiệt đổ thừa rồi bụi. Nói chung là ôi trời ơi sao thiệt, mà bây giờ nó cộng rau muống ra ngoài đường mà nó mua cộng rau muống bốn rau muống héo hoặc là lỡ mà nó mua bậy bạ rồi muốn hư hoặc là cái gì đó đúng đủ thừa chính quyền của mày, nó bỏ hết vậy đó. Nó thiệt mà nó thiệt mà khốn nạn với vô cùng, khốn nạn vô cùng. Bởi vì nhiều tao thật mày, nhiều khi tao nói mà tao tao buồn mấy năm qua tao buồn, tao cũng không thèm muốn lên la đâu, nhưng mà có cái điều sẵn bên đây có cái thư của thằng ta Sình Mai, tao thấy nó hay quá, bà hay là cái chỗ này nó viết về cái tâm sự của nó, nhưng mà nó là một người công dân Mỹ, mà nó là cai quản vấn đề đứng đầu, nó là một người lính cảnh sát của Mỹ, tức là thực thi hành pháp, mẹ tôi nói không, nó mới viết lên là nó mới thám hạ tiêu thám nên còn tao với mày viết thì bình thường rồi nói đó, ý tôi muốn đưa lên Đúng cái điều rồi. đó, mà nó là cảnh sát Mỹ thì tôi nói cái thì ra tao thiệt mày, tao rồi tao buồn tao rầu ghê. Bữa nay tao nghe ông bạn già tao không có hối tao lên like gì ông hoài, mà tao chán tao buồn quá tao thằng lên like
bởi vì có gì chú là chú nói chú bị tao phở hả chú bị chú bị tao phở hả ông có hỏi tôi lên lấy ổng hoài hỏi nói cái gì nói dịch bệnh Việt Nam thôi dịch bệnh Việt Nam đủ mấy đứa nhỏ nó hết rồi mình còn gì đâu mà nói mà giờ mình ở nước ngoài mình đâu có biết gì trong mình nói thôi bà đổi người ta đi cha đủ chắc cười cười chắc ok cho hỏi tôi lên hoài mà đủ mấy mệt rõ ràng tao rầu chết mẹ luôn tao nói mẹ tôi với ông nói thì đâu có gì phải nói có người trong nước thì ta biết đó nước hiện giờ nó chạy kia còn ông với tôi đủ mắt hai thằng hỏi qua hỏi lại sao ông kia sao rồi đủ mắt hai thằng hỏi qua hỏi lại vậy hả không được được phải đúng không thì thông qua cái diễn đàn của con thì bố lên chia sẻ cái vấn đề bức thư của Tyson Mai rất là hay rất là cảm động thì đừng nó có một câu rất là hay đừng nên nghe lời siêu vị ca nhưng mà đất nước mình sẽ nghèo làng lạc hậu và cái điều đó là chúng nó cười mình được hiểu không đó rồi Dạ đúng nó rồi. đỡ cái đó là cái nội dung của bố lên nói chưa nói chung bố chia sẻ cái bức tâm thư của Tyson Mai cho con cuối lai của chữ Xuân nữa đủ má mày nghĩ sao vậy tao đây tao thèm không có bơ có biết gì ăn hết trơn toàn là uống rượu không mà uống bia không còn mày bên đó ngày nào cũng bơ dầm rồi rượu 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 À, mới nho rượu dầm mới dâu chịu à. bố chịu rồi chè rồi rượu má rồi xí xí sọn rượu má già không nên nết rượu mà để tao không biết chứ mày dằn nết sao rượu kỳ quá rượu dai nó dài rượu má rượu má là nó luôn rượu tao mà về là tao nắm đầu nó là chết nói với tao rượu má ok thì bố em muốn nói vậy thôi rồi ok con còn gì nữa không có hỏi hỏi gì nữa không thì sẵn đây tao muốn nói là hôm qua cho cái bố lên tao mà nghe đứa nào nói là Tân Văn Mai hả Tân Văn Mai đó ý đó nó muốn nói là bố là coi như là bố nói dốc bố nó xạo bố không nói có tiền thực tế ở ở ở nước Mỹ phải không đúng vậy không Không, ý anh Tân Văn Mai nói là nếu mà tầm bác sĩ ở bên Mỹ á thì khả năng người ta không phải như vậy, ý là cũng muốn bố là kiểm chứng lại cái tin nó có chính xác hay không. đúng rồi thì rõ ràng Rồi mấy vị bác sĩ gì tôi đó là ý là ý Tân Mai đó là để có được cái bằng bác sĩ thì không phải là đơn giản, tức là người ta sẽ không dạy gì người ta đánh đổi. À, người nhưng ta mà sẽ nó không có dạy gì người ta nhưng đánh mà cái chuyện đổi. đó nó có thật và đã báo đài người Việt ở Mỹ đưa lên tao không có nói tao nói có bằng chứng tao đưa luôn đó báo người Việt đó đưa lên đó chẳng những đã vậy thôi nha rồi còn làm giấy xét nghiệm giả luôn xét nghiệm giả luôn là bởi vì sao mày hiểu tôi không à, ngay bây giờ có một số thành phần theo đảng Cộng Hòa tức như là vẫn cuồng trung theo cuồng trung thì Dạ họ cùng vẫn chung. cho rằng vẫn vẫn cho là cái điều đó nó không có hợp lý và ta không chịu chích ngừa thì không chích ngừa tao hôm qua tao mới nói với mày cái like rồi rồi thứ nhất là cho hút cần sa cô không chịu rồi bây giờ cho tiền cô không chịu rồi nhiệm vụ xổ số cô không chịu bây giờ nó mới mượn bộ con nhỏ rồi là coi như là top ten của cái đám mà coi như là nhi đồng một đám như là ten chủ chủ Dạ, ca ten đó sĩ. ca sĩ đó để lên để mà chiêu dụ để chiêu dụ à cũng giống như kiểu như bên này mà bừa bộn bài linh mà để mà ấy để đại khái là vậy đó có như nào vậy thì một cái xã hội như vậy thì mày hiểu rằng mà bây giờ nó vẫn cũng không chịu chết nó khỏi vậy thì bây giờ tao đang nghĩ biết sao giờ tao kệ mẹ đi tao không cần biết chuyện chuyện của nó tao chỉ thấy lấy cái tin đó báo đài của nước Mỹ đưa lên là chính xác rồi không nói gì thì trong đó nó có một cái vấn đề nó có một cái buồn cười thế này có nghĩa là trong cái thời gian mà sắp sửa bầu cử gần cuối mà để kiểm phiếu mà để mà cho bầu cử tổng thống năm 2020 đó mày hiểu không bước qua năm 2021 để mà bầu cử tổng thống để tuyên bố thì có một cái ông luật sư là Giuliani của tổng thống Donald Trump suối ông Trump ông nói không cần biết đủ mà thua mới nhưng mà giờ, ông cái gì ông nói ông thắng trước đi đủ mà tầm mới vậy mà nghĩ mà có một người tổng thống là già hai thứ tóc mà nghe một lời thằng suối bậy chưa quyết gì trơn đủ má tao thắng rồi đủ má lỡ rồi đủ má lỡ rồi đủ kêu lỡ thắng rồi đi sao giờ đủ mất phải theo 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 bậy cũng theo theo luôn thành ra có nhiều cái chuyện mà đó là nó viết thành sách luôn không nó viết thành sách nó phát hành luôn là những cái ngày cuối cùng của ông Trump nó đùa nó tan qua nó nát bét ra trong bộ sổ không thưa kiện tùm lum tà la đủ trò trên tội đó đó là một người lãnh đạo tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ theo tôi nhận xét đủ đủ thứ ra thì thôi nhưng mà ngay bây giờ vẫn còn những người Còn mơ mộng hão huyền còn hả? mơ mộng hão huyền đây có bên trực tiếp nó có một cái đã khởi tố bắt hết 58 thượng nghị sĩ dân chủ bắt ráo hết kể cả binh lên bắt luôn đồ má tin đâu có trời đồ má nó để tin sóc đồ má tao cũng lại luôn tao lại tao nói thiệt mày khổ mình không hiểu nổi làm sao luôn tin chính thống không nghe nó không chịu nghe nó chỉ tin nó cuồng trung mà cuồng bất biết cuồng không cần biết gì hết
Bởi vì mình hồi xưa là tao mới làm lạ, tao mới nói là sao con người kỳ vậy ta, trái phải cũng không biết, nhưng mà giờ bây giờ mình biết rồi, không phải nó không biết mày ơi, nhưng mà nó làm vậy là có mục đích cả. Tao nói cho mày nghe giống vậy, giống như mấy thằng làm YouTube nó khai thác cái chuyện bàn 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 bà, tao nói tao cũng buồn cười, đây là mình không binh vực gì cả, tao có biết bả là ai đâu. Bả mới nói một câu này: trời đất ơi, tôi từ xưa giờ tôi làm ở trong Đại Nam, tôi là CEO Đại Nam, tôi chỉ biết điều khiển cái công ty của tôi không quan hệ bất cứ một ca sĩ nghệ sĩ nào ngoài đời, và tôi cũng không kết bạn, tôi cũng không biết chơi Facebook, tôi mới biết chơi từ ngày 3 4 tháng nay, là từ ngày mà tôi tố cáo. Mà tại làm sao mà 20-30 ngàn người vô mẹ chữ tôi dữ vậy trời, đúng bạn không biết luôn, đúng quá, không dính dáng gì trơn, rồi không không dính dáng, không bạn bè, không kết bạn, không quan ngoại giao, không gì cả. Bả đâu trong, bả đâu có biết ai là ai đâu, rồi cười rồi bánh bù nó chửi mà khó, tao nói thiệt mày luôn, nó có nhiều cái không hiểu nổi luôn con. Thật ra giờ mình mới thấy cái bề mặt của cuộc đời nó không đơn giản như mình nghĩ, thấy vậy nhưng mà không phải vậy, thấy không? Ai cũng hiểu. Thì có thằng Phong mà thằng Tam Ba Florida, Phong biểu đó anh ơi, thì nào dẹp hết cái YouTube á, đừng có cho nó kiếm tiền được nữa thì nó mới hết chuyện, nó hết mới hết. Còn bây giờ có là đủ, mà nó cứ khai thác ra đủ mà đám ma sát chết người ta nó moi ra được, mà đủ nó kiếm Đúng tiền được rồi, mà được đó. Thành ra cô bị will cô một ra để nó đó bằng mọi đó thủ đoạn chính nó như là làm. chỗ đó, bởi vì anh phải kiếm đề tài, anh phải chọc quấy, anh phải kiếm đề tài, anh phải xúc xỉm, anh phải moi móc, anh mới kiếm tài, anh mới có tài đề tài anh mới nói, mà nói người ta mới nghe, nghe thì anh mới có tiền, đại khái là vậy. Chính vì cái điều đó nó làm xáo trộn của sao, chính của nhiều YouTube mà cái ý tưởng của thằng YouTube rất là hay, là bởi vì nó muốn cho người ta làm những cái video clip độc đáo, khám phá, hiểu không? Nhưng mà nó Sáng không ngờ tạo, nó dẫn cái thứ sự nó sáng dẫn tới, tạo, dạ. đúng rồi, mà nó dẫn tới cái điều tiêu cực không, chứ nó không dẫn tới điều đẹp đúng. Khổ rồi, người ta thiệt khổ ghê lắm. Thì thôi ok, bố đây bố tâm sự với con chút vậy thôi, rồi ok rồi ha, được chưa? Tụi con có Rồi, hỏi cảm gì ơn nữa chú không? ạ. Rồi Để con cho mọi người xem cái đoạn clip về những cái ca F0 để mọi người biết nhìn đó vào đó mà.